chàng sinh viên 9X, cỗ máy sáng tạo ý tưởng vì môi trường. Đó là biệt danh mà bạn bè đặt cho Lê Minh Vương, sinh viên năm thứ tư Đại học Sài Gòn, khi cậu liên tiếp có những dự án hữu ích cải thiện môi trường. Trời là một phút thúc bị phát sáng vào ban ngày, phục vụ cho những tầng lớp là những người nghèo, những người có thu nhập thấp, những khu nhà ổ chuột. Thì cái nguyên lý của nó là tận dụng cái ánh sáng mặt trời để khúc xạ ánh sáng. Chúng ta sẽ tìm ra những cái khu nhà nào có đủ tiêu chuẩn để lắp, tức là ban ngày mà họ vẫn phải thắp đèn và bên trong nhà tối. Cường độ phát sáng của nó theo tính toán thì nó sẽ ngang ngửa với lại một cái bóng đèn sợi tóc với công suất quang phổ là khoảng từ 50-60W. Ngay từ nhỏ, Vương đã luôn cố gắng tìm tòi nhiều ý tưởng phát triển môi trường bền vững với mơ ước phụ giúp người nông dân chân lấm tay bùn. Lên đại học, chọn chuyên ngành khoa học môi trường, được tiếp cận với nguồn kiến thức phong phú và gặp gỡ thầy cô là các chuyên gia trong lĩnh vực môi trường, Vương có cơ hội được tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực mà mình yêu thích. Tại thì chai mặt trời đã được lắp đặt cho những cái hộ gia đình ở quận 7, Củ Chi và ở Bình Thạnh. Còn cái chai mặt trăng này thì hiện tại chúng tôi đã cải tiến nó lên và phối hợp với một tổ chức phi chính phủ về cộng đồng 350 Việt Nam, đó là tạo ra một cái mô hình đèn đường chiếu sáng bằng solar panel và nó sẽ phát sáng vào ban đêm. Như mọi người có thể thấy, đây là mô hình mô phỏng, mô hình lớn cũng y chang như vậy. Cái đứa con tinh thần mà tôi tâm đắc nhất đó là cái dự án sản xuất phân bón và kết hợp với nuôi trùng với từ bùn thải nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát. Nó xuất phát từ cái thực tiễn đó là việc nuôi tôm tại địa phương của tôi nó xảy ra dịch bệnh tràn lan, mà mầm bệnh trong bùn đó là nguyên nhân chính. Khi đã lên đại học và học đúng chuyên ngành môi trường thì tiếp xúc với một cái nguồn tài liệu cũng như là các thầy cô chuyên ngành về phân bón và về môi trường, thì tôi đã tiến hành nghiên cứu và ra đề tài xử lý bùn này, và từ đó có thể giải quyết được cái tình trạng ô nhiễm từ bùn gây ra và sử dụng một cái nguồn chất thải ô nhiễm là bùn cải tạo làm phân bón. Nó mang hai cái lợi ích rất là lớn, vừa bảo vệ môi trường vừa phát triển được kinh tế nông nghiệp. Bên cạnh đó, dự án mô hình lọc nước cải tiến sử dụng ánh sáng mặt trời cũng thu hút được sự quan tâm của cộng đồng vì tính ứng dụng và hữu ích. Dự án này bắt nguồn từ việc chứng kiến bà con quê mình phải sử dụng nguồn nước không sạch tại các con sông và ao hồ. Ninh Thuận quê hương rất hiếm nước sạch. Vì vậy, một sản phẩm lọc nước sạch thân thiện, giá cả hợp lý để bà con có thể áp dụng là điều rất đáng quan tâm và thực hiện. Với Vương, tất cả những dự án mà chàng trai thực hiện đều xuất phát từ những nhu cầu bức thiết từ cuộc sống, từ chính những khó khăn mà người dân trong vấn đề bảo vệ môi trường. Mục đích chính của nó là giúp cho bà con nghèo tiết kiệm được một khoản chi phí về thắp sáng và bảo vệ môi trường, tận dụng những cái nguyên vật liệu tái chế là những cái chai nhựa như vậy. Chặng đường phía trước sẽ còn dài và còn nhiều chông gai với chàng sinh viên Minh Vương, nhưng với niềm tin yêu và sự nỗ lực không ngừng, chắc hẳn rằng Minh Vương sẽ mang lại nhiều nghiên cứu khoa học mới cho bà con nông dân.